Mộc Đăng Huy xin chào. Video hôm nay cơ sở xin giới thiệu về hai bộ bàn ăn nguyên tấm với chất liệu là gỗ hoa đỏ. Và trên này thì cả hai bộ còn đang mộc luôn, mà cơ sở bên em thì mới chỉ xịt qua một cái lớp nước thôi để mình nhìn cái màu sắc và độ vân cho nó rõ hơn. Chứ một lát thì nó cũng khô bây giờ đó. Thì trên tiêu chuẩn bàn ăn nguyên tấm thì luôn luôn là khách hàng rất là thích, bởi vì cái giá trị sưu tầm nó rất là cao so với các cái tiêu chuẩn bàn mà thông thường. Một bộ bàn cung tranh ấy, thì nguyên tấm này nó mình làm từ nguyên một cây gỗ lớn luôn, xẻ ra thành cái sản phẩm luôn, cho nên là nó rất là giá trị. Và những cái mặt nguyên tấm to như này thì sẽ sử dụng từ những cây gỗ lớn, thì chắc chắn là những cây nó già, nành, cỗi và chất lượng cây nó sẽ rất là cao. Đầu tiên thì trên bộ bàn chữ nhật này, cơ sở đang làm một bộ bàn có kích thước bề rộng là 98 và bề dài của mặt bàn đang là 2m07 trên bộ mặt dày 3 phân và bộ bàn tròn bên này cũng 3 phân luôn nhá, sẽ cùng một lô luôn đó. Và với một cái tấm dày như vậy và theo kiểu bàn hình chữ nhật thì cái bộ này có thể thiết kế sử dụng cho hai không gian, phòng bếp và phòng khách, vừa làm bàn ăn được và vừa làm bàn giải tiếp khách được luôn. Và trên bộ bàn này thì cơ sở đang xếp trên 8 chiếc ghế đào, ghế tựa là tựa chế đào, và mặt ghế là điều đặc biệt nhất của bộ ghế này về độ vân, có nghĩa là tất cả những bộ vân ở trên mặt ghế thì sườn em lựa nó đồng đều giống nhau, rất là đẹp nha, có cái 10 cái cơ, ở bên này 2 cái nữa, quý chị xem dàn vân rất là đẹp. Rồi tiếp đến bên này là 4 chiếc còn lại, tổng quan có đầy đủ cả 10 chiếc ghế đều là vân đẹp hết, và vách tựa thì được làm bằng chất liệu gỗ hoa lào. Và trên ghế thì chắc là quý anh chị cũng không còn lạ gì về cái mẫu này, gọi là mẫu ghế đào với phần trương đào đó, và vách tựa được cơ sở làm bằng chất liệu gỗ hoa lào nên phần màu sắc nó sẽ có phần đậm hơn. Và kiểu tựa này thì nó khá là đơn giản, nhẹ nhàng, giúp cho chúng ta rất là dễ dàng trong cái vấn đề là vệ sinh và lau dọn nó mỗi ngày. Trên ghế thì em đang sử dụng một cái bộ mặt ghế là mặt liền 3 phân luôn. Đấy, chúng ta có mặt bàn 3 phân rồi thì mặt ghế cũng dày 3 phân luôn. Vân thì chắc là cũng quá đẹp rồi, em không nhắc lại nữa nhá, vân rất đẹp rồi. Và ghế thì được làm theo chân là chân hoa lá tây và chân dưới đục mắt mai, dòng ghế gỗ hoa đỏ cao cấp và dáng ghế ngả cong. Vâng, với bộ ghế này thì giá em để ghi ngay trên màn hình luôn nhá, quý anh chị tham khảo luôn. Ở trên này thì vai bàn được làm theo tiêu chuẩn là vai cuốn thừng, vai cuốn thừng dày 4 phân rất đẹp, và quả trụ rất là lớn, trụ 27 với chân dâu được làm được đục hoa lá tây, chân dâu được đục nét hơn xuyên tận năm trước rất là nhiều, có một sự cải tiến nhẹ nhẹ ở cái phần chân này. Vâng, và tiếp theo ở bên này là một bộ bàn ăn tròn. Và nếu nói về bàn ăn tròn thì chuyên là nó sẽ dùng cho bàn ăn luôn, chứ nó không có chuyên về cho gọi là bàn giải tiếp khách, bởi vì cái không gian mà khi chúng ta xếp ra thì nó sẽ hết cái diện tích theo chiều vuông, mà thông thường thì phòng khách thì lại không có theo cái tiêu chuẩn này, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta lại có tiếp tục một cái mặt bàn nguyên tấm. Vâng, một mặt bàn nguyên tấm dày 3 phân, và đường kính của cái mặt bàn ở đây thì cơ sở cũng đo trực tiếp cho mọi người coi luôn, đó là 1m27 rưỡi, gần 28, cứ cho là 1m27 đi, gần 1m3. Thì cái tiêu chuẩn như này mình sẽ dùng cho 8 ghế, còn nếu như 1m17 hoặc 1m18 thì mình sẽ dùng cho 6 ghế. Và ở đây thì em đang xếp nó bị thừa một cái không gian như này, với cái lý do thì em chứa đường đi để em đi cho nó dễ thôi, chứ khi mà mình xếp quay tròn lại ấy, thì nó sẽ đồng đều với nhau nhé. Đó, và trong cùng một lô luôn thì cái phần vai bàn trên hàng này vẫn tiếp tục được giữ nguyên tiêu chuẩn của vai cuốn thừng, được đục rất là nét, những cái điểm cuốn thừng ở đây đục nó sâu lắm. Và phần chân thì là chân hoa lá tây, trụ lớn, cộng thêm 4 cây trụ phụ 12. Cây trụ giữa thì quý chị đã xem rồi, đó là một cái trụ lớn rồi. Còn xung quanh là 4 cây trụ 12, được làm ở trên 4 chân dâu hoa lá tây. Thì ở trên này thì em đang xếp trên một cái nền nó không được bằng lắm, đó, cho nên quý chị xem cũng thông cảm nhé. Bởi vì ở đây thì ở bên dưới là những cái tấm đan ấy, nó không có đều nhau. Cái bộ này thì cũng trạng thái là mộc luôn. Và ghế thì bộ ghế này hơi khác một xíu, khi mà ghế ở đây thì được làm theo kiểu là ghế bông hồng, tựa bông hồng, vách tựa thì tiếp tục được lựa những cái tấm vân rất là đẹp như mọi người đang được theo dõi trực tiếp trên màn hình đây. Thì hai kiểu ghế này nó cũng không chênh lệch nhau về giá nhá, nhưng mà nó chênh lệch nhau về chiều cao.
Bởi vì cái ghế hồng ở đây thì nó có cái phần đục chạm nhiều cho nên nó sẽ cao hơn một chút xíu. Chứ còn hai ghế này thì nó không hề có giá trị gọi là chênh lệch với nhau. Đó, và trên này thì bộ của ghế bên đây em cũng lựa một cái bộ phần vân cũng rất là đẹp luôn. Đó, chỉ có tiếc là bây giờ là gỗ nó đang khô rồi rồi. Cho nên mình nhìn cái đường vân nó hơi mờ. Đây quý chị xem cái ghế này cho dễ này. Ở một cái điểm nó còn nước thì chúng ta nhìn đường vân nó rõ hơn. Đó, nhìn thấy cái vân nó nổi rồi màu sắc nó đẹp hơn. Còn bên này nó khô rồi thì mình nhìn thấy là nó hơi mờ. Bởi sao nhiều khi em lên video em cứ hay quay quay những cái lúc mà mình xịt nước lên đấy, nhìn nó vừa đẹp và nó vừa dễ luôn. Đó, và trên hai bộ bàn ghế này thì giá thì cơ sở đều công khai ngay trực tiếp trên màn hình luôn. Quý anh chị có thể tham khảo trực tiếp tại Mộc Nam Huy với cái sản phẩm này. Và hiện tại thì em quay mộc đó, chứ còn giá thì là giá sơn hoàn thiện luôn. Quý anh chị có nhu cầu để đặt những sản phẩm này có thể liên hệ với cơ sở qua hai số điện thoại được ghi trên màn hình nhé. Và ngoài ra thì mời quý chị cùng vào trong cơ sở bên em. Thì thay vì bàn ăn thì còn rất là nhiều những sản phẩm khác như là giường, tủ, rồi bàn ghế salon ở phía bên này. Đó là khu vực anh em đóng mộc quý anh chị nhé. Đó thì các sản phẩm bàn ăn thuộc phân khúc cao cấp là gỗ đỏ. Thì song song bên em cũng có làm trên cả gỗ chèm hay là gỗ sồi bình dân. Rồi bàn ghế cũng vậy luôn. Đó, quý anh chị có nhu cầu về các sản phẩm này có thể liên hệ với cơ sở bên em để mua được trực tiếp giá tận xưởng. Và cơ sở có chức năng đó là bảo hành các sản phẩm gỗ đỏ lên đến là 5 năm, miễn phí vận chuyển 50 km. Và đặc biệt thì bên em giao hàng tận nhà, kiểm tra đúng gỗ, đúng chất lượng mới thanh toán. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.